chơi, nhưng mà mình có thể điều chỉnh vị trí hoặc mình có thể độ cay lớn hơn nhỏ hơn tùy theo mình. Đây là những cái vân đá tuyết hoa được làm từ xi măng và mình vẽ cái vân lên. Mình đã dựa vào những cục đá tuyết hoa có thật để mình vẽ lên cái vân này. Để các bạn thấy động tác chạy rất là tốt đấy. Ở trong núi này hoàn toàn là bị động các bạn, thì nó rất là nhẹ và trong đó mình sẽ trồng rất là nhiều đất chất trồng các bạn, thì những cây ở trên này thì nó phát triển rất tốt và cái độ chăm sóc thì mình không phải chăm sóc nhiều như những tiềm cảnh và lá thật các bạn. Này tại vì nó rỗng ở trong á thì cái này không có trang trí to hoặc là trang trí nhỏ nên mình đặt tảng này các bạn, chứ đúng ra nó không phải trang trí nhỏ được. Đây là cái các bạn có thể thấy những cái đường vân, những đường sớ chạy mình làm giống như cái hoa thật luôn các bạn. Đây các bạn thấy đằng sau này là cái nắp của các bạn, là cái máy bên trong á, giấu đi nhìn những thẩm mỹ của bạn. Các bạn giấu bên trong này, mình mở cho các bạn xem nhé. Cái máy này, cái khay này nước là chưa tới một phân đấy các bạn, chưa tới một phân nhưng mà nước vẫn hút nên khác cũng chạy bình thường các bạn. Máy này mình phải chế này các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể xem những đường vân rất đẹp. Mình làm sao cho nó càng tự nhiên là tốt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mời các bạn bắt tay vào thực hiện cái non bộ núi tuyết hoa từ xi măng này.